Khoảng năm 2017, nữ đại gia từng vượt cả trăm cây số từ Thái Bình lên Hà Nội chỉ để dàn mặt một nữ anh hùng bàn phím khi bình luận vào Facebook của chị ta. Trong clip này, bà Dương đã yêu cầu nữ anh hùng bàn phím nhắc lại câu chửi và khi bị từ chối thì bà Dương dùng điện thoại tát thẳng vào mặt. Sau đấy không lâu, một đoạn phát trực tiếp của Facebook được dân mạng chia sẻ khi nữ đại gia chửi bới lực lượng hải quan sân bay quốc tế Nội Bài vì cho rằng ăn tiền vòi vĩnh. Clip cho thấy thái độ bất hợp tác của Nguyễn Thị Dương khi lực lượng hải quan sân bay quốc tế Nội Bài yêu cầu kiểm tra hành lý. Đồng thời, bà Dương cũng dùng những từ ngữ lăng mạ, trừ tục đối với những người đang thi hành nhiệm vụ. Ngày 7 tháng 4, nữ đại gia bất động sản Thái Bình Nguyễn Thị Dương, sinh năm 1980, trú tại tổ 22, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, vợ của Đường Nhuệ bị khởi tố, tạm giam để điều tra về tội cố ý gây thương tích.